Cuộc chiến khốc liệt mang tên thu điện thoại khiến cả thầy cô và học sinh đau đầu. Đến hẹn lại lên, cứ vào đầu giờ học, nhiều lớp đã áp dụng nội quy thu điện thoại khiến hội học sinh ngao ngán. Tuy nhiên, đã là quy định thì phải chấp hành. Các thầy cô cũng vô cùng sáng tạo khi có những cách thu điện thoại cực mới mẻ. Chế hẳn một khay xốp có khoét lỗ như thế này để học sinh bỏ điện thoại vào, vừa giúp bảo vệ điện thoại cho học sinh chống chảy xước, lại còn nhanh gọn lẹ nữa chứ. Người OCD thì thích xếp hình, có lẽ có cách trình bày như này. Đều tăm tắp luôn, một dây điện thoại chứ không phải là ít. Bó cần hơn, thầy cô trò hết vào cái rương tôn như thế này, khóa lại, tránh mất mát tài sản của học sinh. Đúng, đúng. Còn hội học sinh thì sao? Sau khi bị thu điện thoại, cả thế giới như trầm lặng, mỏi mệt hẳn đi. Ai cũng chung một giao diện gục ngã thế này. Điện thoại bị thu mà vẫn muốn chụp ảnh tự sướng tập thể thì đấy cũng là một ý tưởng không tồi. Mình phải tận dụng hết tất cả những tiềm lực có thể chứ. Chúc các bạn sẽ có thật nhiều kỷ niệm thời học sinh dưới mái trường thân yêu bên bạn bè và thầy cô. Hãy cứ trải nghiệm đi, bởi vì sau này sẽ chẳng còn ai thu điện thoại mà khiến bạn bồi hồi như thế này nữa đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.